Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập trang 60. Bài số 1 tính nhẩm. 8 x 6 bằng 48. 48 ta chia cho 8 là bằng 6. 8 ta nhân 7 bằng 56. 56 ta chia 8 bằng 7. 8 x 8 bằng 64. 64 ta chia 8 là bằng 8. 8 x 9 là 72. 72 ta chia cho 8 bằng 9. 16 ta chia 8 là bằng 2. 16 ta chia 2 là bằng 8. 24 ta chia 8 bằng 3. 24 ta chia 3 bằng 8. 32 ta chia 8 bằng 4. 32 ta chia 4 bằng 8. 40 ta chia 8 là bằng 5. 40 ta chia 5 là bằng 8. 2 tính nhẩm. 32 ta chia 8 là bằng 4. 42 ta chia cho 7 bằng 6. 24 ta chia 8 bằng 3. 36 ta chia 6 là bằng 6. 40 ta chia cho 5 là bằng 8. 48 ta chia 8 bằng 6. 16 ta chia 8 bằng 2. 48 ta chia 6 là bằng 8. 3. Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nhốt đều số còn lại vào 8 chuồng. Hậu mẫu chuồng đó nhốt mấy con thỏ. Rồi chúng ta sẽ tính cái số lượng thỏ còn lại ha. Số con thỏ còn lại sau khi bán. Số con thỏ còn lại sau khi bán. 42 con, bán 10 con, vậy là 42 này. Ta trừ cho 10 này. Còn lại 32 con. Được. Như vậy 32 con mà người ta là nhốt vô là 8 chuồng. Được. Như vậy người ta hỏi là hỏi mẫu chuồng nhốt được mấy con thỏ. Bỏ. Số con thỏ mẫu chuồng có là 32 ta chia cho 8 bằng 4832. 4 con. Đáp số. Món con thỏ. Bài số 4. Tìm 1/8 số ô vuông của mẫu hình. Rồi, chúng ta sẽ đi đếm này. Tức là đếm hết tất cả và chúng ta chia 8. Nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi, 16. Tổng cộng là 16 này.
16 hình vuông. Đâu, 16 hình vuông. Như vậy là 1 phần 8 là ta lấy 16 chia chia 8 được 2. Được không? Được 2. Như vậy chúng ta sẽ lấy 2. 2 thì chúng ta sẽ tô màu cũng được, được không? Thầy sẽ tô màu 2 ô. Đây, thầy sẽ tô màu 2 ô. Tại 16 này tổng cộng là 16 ô. Mà 1/8 là có nghĩa là ta lấy 16 ta chia 8 là được 2 ô. Đó, 2 ô. Được. Ta lấy 16 ta chia cho 8 là bằng 2. Đây là 2 ô. Rồi bài này chúng ta xem. 1 2 3 4 5 6. Bài này là 1 2 3 4 6. Bài này là 6, bài này là 4. 6 ta nhân cho 4. Như vậy là bông bằng 20. 6 bóng 2 bóng ô vuông. Đâu? Ô vuông thì hình vuông cũng được. Đâu? Mà tổng cộng là 24. Mà người ta lấy là 1 phần 8 thì ta lấy 24 này, ta chia cho 8 này bằng 3. 3 ô vuông. Yeah. Rồi chúng ta đi tô màu 3 ô vuông. 1 2 3. Đây, đó là 1 phần 8. Thứ nhất chúng ta đếm tất cả các hình này. Đếm tất cả. Chúng ta đếm được là 24. Đó. 24. 24 ô. Và chúng ta sẽ chia cho 8 là bằng mỗi ô. Là chúng ta sẽ có là 3 ô. Chúng ta đi lấy 3 ô. Đó. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.